lời tiên tri rùng rợn về những hiện tượng liên quan sư thầy Thích Minh Tuệ ít người biết. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện có thật của một người trên đường hữu duyên gặp được thầy Minh Tuệ, đi bộ hành trên con đường đèo, không có nhà dân, khiến ai nghe xong cũng cảm thấy phải rùng mình khiếp sợ. Cách đây vài tháng, cô tình cờ gặp thầy bộ hành trên con đường đèo, không có nhà dân, mà cô nói luôn là cô không theo đạo Phật. Nhưng khi đi ngang qua thầy, cô lại thấy có nguồn năng lượng tốt chạy trong người mình. Giữa rừng núi không nhà, cô chạy xe trên 5 km, mua cho thầy mấy gói mì chay, bánh và nước lọc. Cô còn bỏ tiền xen lẫn vào trong và chạy ngược lại gặp thầy xin cúng dường, nhưng thầy không nhận. Lý do là thầy ăn rồi, giờ quá ngọ không nhận nữa. Cô năn nỉ, thầy mới nhận duy nhất một chai nước. Khi cô chào thầy đi, thầy nói với cô một câu: chị xuống hết đèo này, thấy có đứa bé nào tật nguyền thì cho phần quà này coi như đã cúng dường cho con rồi. Khi cô gái xuống hết, điều thật sự cô đã gặp một cô bé mắc bệnh đau đứng bên đường. Khi đưa bánh cho cháu bé, cô thực sự đã nổi da gà trước những gì thầy nói. Từ chỗ gặp thầy đến chỗ đứa bé là cách gần 10 cây số. Trong khi cô gái đi trước bằng xe máy, thầy vẫn đi bộ phía sau. Vậy mà thầy đã biết phía trước có một đứa trẻ tật nguyền. Thầy Thích Minh Tuệ từ lâu, trong lòng người dân như một bậc chân tu sống thầm lặng giữa đời thường. Hàng nghìn người theo bước chân của thầy, hình ảnh thầy tựa như một vị Phật sống. Trước đây, những ngày đầu tháng 6, hàng ngàn lượt người từ các địa phương đổ về huyện Yarai, Gia Lai để tìm địa điểm ông Lê Anh Tú, tức sư Thích Minh Tuệ ẩn tu. Vì muốn được nhìn thấy ông, nhiều người tìm mọi cách để tiếp cận căn chòi hoặc tỏa đi các ngã đường có khả năng ông Thích Minh Tuệ đi khất thực. Sáng ngày 13 tháng 6, khi ông Thích Minh Tuệ dừng lại trước cửa một nhà dân, những người này xúm lại xung quanh, chen lấn để biếu đồ ăn, bỏ vào chiếc lõi nồi cơm điện của thầy. Trước sự tập trung của hàng trăm người dân, sư Thích Minh Tuệ đã lên tiếng ngăn cản và cho biết việc tập trung đông người tìm đến nơi mình ẩn tu cũng ảnh hưởng đến quá trình tu tập, mất tự do và sự yên tĩnh. Số lượng người cùng các xe biển số ngoại tỉnh tìm về Gia Lai ngày một đông hơn, ảnh hưởng đến việc tu tập và khiến gia đình bị làm phiền. Nên trong ngày 13 tháng 6, sư Thích Minh Tuệ đã lặng lẽ đi nơi khác ẩn tu. Dù biết ông Thích Minh Tuệ đã đi nơi khác ẩn tu, nhưng hàng trăm người vẫn kéo đến tận căn chòi đơn sơ nằm sâu trong rẫy của gia đình để tìm kiếm. Thậm chí do số lượng người kéo đến đông đã giẫm đạp làm hư hỏng cây cối hoa màu trong rẫy. Dù người nhà đã lên tiếng cho biết sư Thích Minh Tuệ không ở đây nữa, dù đặt nước hay đồ ăn cũng không ai dùng, thế nhưng nhiều người vẫn cố chấp để lại nước uống, đồ ăn rồi đánh lễ vị trí ông đã ngồi để tu tập những ngày trước đó. Mới đây như thường lệ, khi người dân tìm đến căn nhà đơn sơ của sư Thích Minh Tuệ từng cư ngụ thì phát hiện ra một hiện tượng lạ. Chủ nhân đoạn clip này chia sẻ: anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chú bướm màu đen có chấm xanh dương đậu trong khu vực dành cho những ai muốn đảnh lễ sư Minh Tuệ. Dù có đông người ở đây, nhưng chú bướm đen này vẫn đậu tại đây vẫy cánh, mà không hề tỏ ra sợ con người, cũng chẳng bay đi. Không những vậy, chú bướm này còn liên tục xoay vòng tròn, khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng. Họ cho rằng động vật cũng có linh tính, và chú bướm này đang đảnh lễ bậc chân tu là sư thầy Thích Minh Tuệ. Qua đoạn video này của nam YouTuber, ai cũng có thể dễ dàng thấy được. Dù thầy Minh Tuệ không còn ở trong căn chòi này, nhưng nhiều người dân vẫn ngày ngày lui tới, đặt vật phẩm cúng dường để bày tỏ sự tôn kính đối với sư Minh Tuệ. Dù không có bất cứ pho tượng hay vật dụng gì tượng trưng cho thầy, nhưng mọi người vẫn cảm thấy có một nguồn năng lượng tích cực ở tại đây. Họ vẫn cảm thấy dường như thầy Minh Tuệ cùng đức độ của thầy vẫn hiện diện tại nơi đây. Cũng tại căn chòi này, năm YouTuber cũng đã phỏng vấn người dân viếng thăm. Ai nấy đều bày tỏ sự kính trọng sâu sắc dành cho sư Minh Tuệ. Có người từng gặp thầy, có người chưa có nhân duyên để gặp được, nhưng họ đều có một quan điểm chung, đó là hoàn toàn tin tưởng vào phước đức cũng như sự tu tập của thầy Minh Tuệ. Thầy như một tấm gương khiến họ dần dần buông bỏ thói hư tật xấu thế gian, hướng đến cải thiện nhiều hơn. Sau một thời gian phỏng vấn, trò chuyện cùng người dân, năm YouTuber đã quay lại căn chòi và một điềm báo tâm linh lạ lùng xảy ra, đó là chú bướm vẫn không chịu bay đi.
Thay vào đó, chú bướm đang bay lòng vòng tại vị trí sư Minh Tuệ thường tọa thiền. Anh nói, bướm thường rất sợ người lạ, nhưng chú bướm này bay vòng vòng từ nãy đến giờ. Cô chú, anh chị thấy chưa? Nó quanh quẩn ở đây không à? Nhanh chóng, đoạn video này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, chú bướm kia là do sư Minh Thiện hóa thân đến để đảnh lễ sư Minh Tuệ. Trước đó, sư Minh Thành cũng chia sẻ rằng, cũng có điểm báo tâm linh về chú bướm vẫn luôn bám theo là sư Minh Thiện, người đã mất vào dịp cuối tháng 5 khi từ Mỹ trở về. Một số bình luận của cộng đồng mạng đáng chú ý như sau. Chuyện khó tin nhưng lại có thật, nhưng người dân ở nhà học theo thầy, những đức hạnh tốt là đủ rồi. Như lời thầy nói, đó là một chuyện tốt đẹp rồi. Đừng ung ung làm thầy sợ mọi người luôn. Tội cho thầy nha, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình xem clip này quay mà thấy nổi da gà rồi nè. Vui và cảm thấy sự linh thiêng và màu nhiệm nơi thầy Minh Tuệ đã từng tọa thiền A Di Đà Phật. Chắc thầy Minh Thiện về thăm sư thầy Thích Minh Tuệ đó cả nhà ơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người bày tỏ quan điểm cho rằng không nên bày vật phẩm cúng kiến phái lại như thế này tại căn chòi của sư Minh Tuệ. Bởi sư Minh Tuệ vẫn là người còn sống. Người sống mà có phải chết đâu mà bông hoa, bánh trái đầy lễ vậy. Tôi cảm thấy hơi bị lố, không có thầy ở đó mà đảnh lễ gì vậy trời. Quỳ lại vậy không đúng, nghĩ mãi chưa ra luôn. Gọi là đảnh lễ thì phải có thầy ở đó chứ nhỉ. Thầy vẫn còn hiện hữu chứ đâu phải là Phật Thích Ca. Tôn kính và mê tín hình như đang có sự nhầm lẫn ở đây. Nếu hữu duyên gặp được thầy thì đảnh lễ lại là câu chuyện khác. Người Việt Nam mình u mê sai hoàn toàn. Thầy mới 40 tuổi mà đã bài trí bình hoa, bánh trái, đèn để cúng kiến. Muốn đảnh lễ, thầy chỉ cần quỳ lại từ xa là đủ rồi. Hiện tại, đoạn video và câu chuyện kỳ lạ trên vẫn đang thu hút sự quan tâm đông đảo cư dân mạng. Sự việc có chú bướm bay vòng vòng căn chòi của sư Minh Tuệ khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện được sư Minh Thành kể cách đây không lâu. Cụ thể, thầy đã kể lại rằng có một chú bướm bay lên tai của thầy. Thầy nói với nó rằng, nếu là sư Minh Thiện thì hãy bay lên vai. Ngay lập tức chú bướm liền bay lên vai. Lúc đó sư Minh Tạng đang đứng cạnh nói rằng, nếu là sư Minh Thiện thì hãy bay qua người sư. Chú bướm ngay sau đó cũng bay qua. Thưa quý vị, sư Minh Thiện chính là người đã mất vì sốc nhiệt khi tham gia bộ hành cùng tăng đoàn sư Minh Tuệ, dù chỉ từ trần sau 3 ngày đi cùng đoàn. Tuy nhiên, gia đình của thầy Minh Thiện rất hiểu đạo, không oán trách ai và bất cứ điều gì. Cha mẹ ruột và vợ con cũng rất hoan hỷ trước sự ra đi bình yên của ông. Thậm chí, họ còn tổ chức tang lễ theo nghi thức của Phật giáo, mong ông được giải thoát về cõi lành. Những việc tâm linh thì thật khó để lý giải. Tuy nhiên, đa số mọi người vẫn tin rằng chú bướm đó thực sự là sư Minh Thiện. Có lẽ sư muốn đi theo các thầy để cùng tu tập. Lúc còn tại thế, trong tăng đoàn, sư Minh Thiện rất thân với sư Minh Thành và Minh Tạng, nên bây giờ sư cũng muốn đi theo hai vị này. Có thể nói nhờ công năng tu tập của các thầy mà đã có rất nhiều điều nhiệm màu xảy ra. Thưa quý vị, hình ảnh thầy Minh Tuệ trái ngược hẳn hoàn toàn với hình ảnh nhiều nhà tu hành khác đang có những ảnh hưởng nhất định trong đời sống tâm linh cũng như trong đời sống xã hội. Một bên thì buông bỏ tất cả những ràng buộc trong cuộc sống ta và dấn thân vào con đường khổ hạnh, những mong tìm được sự giải thoát cho bản thân và người khác. Một bên thì mang danh Hoằng Dương Đạo Pháp bằng cách vận động người mộ đạo cúng dường thật nhiều để xây dựng những chùa to, tượng lớn, ngang với các cung điện vua chúa ngày xưa. Nếu tiền cúng dường của những người mộ đạo biến thành chùa to, tượng lớn, đủ chỗ cho tín đồ đến chiêm bái tu tập thì chẳng nói làm gì. Đằng này, một số ma tăng còn biến thành xe bốn bánh, điện thoại Vertu, đồng hồ Rolex, biến thành chăn ấm nệm êm cho những người tu hành. Đó không phải là Hoằng Dương Phật Pháp, mà là lợi dụng đạo Pháp để trục lợi cho bản thân. Một số kẻ giả tu còn chưa thấy đó là đủ, thẳng thừng ra giá cho người mộ đạo với những loại tiền được chấp nhận cúng dường, loại nào không. Kêu gọi dân hiến cả nơi dành cho cả gia đình người ta chui ra chui vào để đổi lấy sự hứa hẹn mang tính trả giá và lừa gạt về đời sau. Trong những trường hợp như vậy, sự dối trá là không có một giới hạn nào. Chính những việc làm và lời nói của những ma tăng như thế đã làm lòng tin của công chúng bị sức mẻ khá nhiều.
những bức xúc chỉ chờ cơ hội thuận tiện để bùng phát, và cơ hội đó đã đến bất ngờ với hình ảnh của vị sư đầu đội trời chân đạp đất, như thầy Minh Tuệ sống trong tình trạng không còn có thể khổ hạnh hơn. Mắt sáng, môi tươi, lòng khiêm cung, đáng để cho mọi người học hỏi. Sau khi trải qua cuộc đời khổ hạnh trong bóng tối, suốt 4 đến 5 năm giải đi về Bắc không ai biết, trở về Nam chẳng ai hay, thầy Minh Tuệ bỗng xuất hiện trong thế giới truyền thông như một vầng sáng chói lòa, soi tỏ từng hành vi, lợi dụng Phật Pháp của những kẻ giả tu, giúp nhiều người mộ đạo phân biệt rõ đâu là chánh, đâu là tà, góp phần xác định lại giá trị chân chính của sự tu hành. Nhiều người đi theo sư cho biết, sư Minh Tuệ có một pháp lực, một từ trường khiến cho những ai bên cạnh sư sẽ cảm thấy tâm an lạc, thanh thản, bởi vì sư đã buông bỏ tất cả, kể cả là mạng sống của mình. Do vậy, lòng sư Minh Tuệ an lạc và truyền được sự an nhiên đến tất cả mọi người xung quanh. Giữa con đường thiên lý, sư luôn nở nụ cười mang đến cho mọi người hạnh phúc, đó chính là sự hấp dẫn của sư. Người ta đảnh lễ sư bảo hãy đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng, chứ sư Minh Tuệ đang là người tu học, không dám nhận lễ của bất kỳ ai. Để ý thấy rằng, khi có người quỳ lạy, sư Minh Tuệ đều ngoảnh mặt sang chỗ khác và không lại hay vái trả lại. Hành động tế nhị đó cho thấy sư không muốn nhận sự vái lại của bất kỳ ai cả. Ánh sáng của bậc chân tu Minh Tuệ đã khiến cho nhiều người bừng tỉnh, thay đổi tư duy, hiểu thế nào là chánh pháp giác, ngộ thế nào là cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Nó không phải là tiền tài danh vọng, cũng chẳng phải cứ mong cầu cúng dường thật nhiều là được phước. Ánh sáng của sư Minh Tuệ đã giúp người đời hiểu rõ hơn về Phật Pháp. Đó chính là điều lớn nhất mà sư Minh Tuệ đã mang đến cho cuộc đời này. Sư Minh Tuệ không được công nhận là một tu sĩ Phật giáo, thế nhưng đi tu để được công nhận là một tu sĩ cũng chẳng khó chút nào. Bao nhiêu thầy chùa có chức sắc như Thượng Tọa, Đại Đức, nhưng họ vẫn đã và đang rao giảng những điều trái với giáo lý nhà Phật, như ông Thích Chân Quang, Thích Trúc Thái Minh, Thích Thanh Cường, v.v. Thầy Thích Minh Tuệ cũng đã từng tu tập tại một ngôi chùa, nhưng ông không tìm được sự bình yên và mịt mù trên con đường giải thoát, nên ông đã tìm con đường giác ngộ cho mình bằng cách ra đi. Sư muốn tự mình chứng thực điều đó, chứ không cần bất kỳ giáo hội hay tăng đoàn nào công nhận. Tu là cho bản thân mình, chứ không phải cho ai khác. Đó là cốt lõi tinh túy của Đạo Phật. Giữa dòng người huyên náo, những tranh cãi trên mạng xã hội, sư Minh Tuệ vẫn bình thản bước đi trong an lạc. Những chướng ngại chỉ là những bài kiểm tra giúp ông vững chãi hơn mà thôi. Nhiều người đấu tranh hay bảo vệ ông, hoặc cũng có người chỉ trích ông cũng chỉ vì sự tham, sân, si nơi béo cái bản ngã háo đói của mình, chứ dường như chẳng gì có thể làm động tâm đến vị chân tu này. Rất nhiều người chất vấn trao đổi với sư Minh Tuệ về kinh sách tu tập. Sư Minh Tuệ luôn trả lời đơn giản, mộc mạc, dễ hiểu và ngắn gọn. Bởi vì sư Minh Tuệ không phải là một người thuyết pháp, mà sư là một người hành pháp. Hơn nữa, nhiều người đặt câu hỏi theo kiểu hỏi đố để kiểm tra việc tu học của sư. Sư biết điều đó nên cũng không diễn giải dài dòng. Sư chỉ nói về việc giữ giới, tu theo lời Phật dạy là đủ. Bên cạnh những lời khen thì cũng có không ít những lời chỉ trích rất nặng nề đối với sư thầy Minh Tuệ, như ôm nồi cơm điện đi lang thang, thậm chí có người còn gọi thầy là thằng ba trợn. Một số ý kiến phê phán, chỉ trích khác đến từ một số tăng sĩ cho rằng nếu đã tự mình nói là không phải tu sĩ Phật giáo thì không được đi khất thực, không được đắp y dù là tấm y khác biệt với những vị tăng sĩ khác, vì vẫn làm cho Phật tử tưởng lầm đó là tăng sĩ. Thậm chí còn có người lạm dụng những từ ngữ nặng nề hơn như trộm pháp, trộm tăng tướng. Chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những chỉ trích tương tự thuộc loại này, vì chúng hoàn toàn vô lý, vô căn cứ, đến mức người Phật tử nào tỉnh táo cũng có thể nhận ra, không cần bàn đến. Giáo pháp của Đức Phật là rộng mở cho bất kỳ ai, ngay cả những người ngoại đạo mà thức tỉnh, muốn vận dụng theo lời Phật dạy để tu tập thì cũng không có ai ngăn cấm. Đi bộ khất thực xuyên Việt suốt nhiều năm nay, sư thầy Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, chỉ trở thành một hiện tượng trong thời gian gần đây khi một đội ngũ YouTuber, TikToker, Facebooker ghi lại hành trình tu tập của ông
và phát sóng trực tiếp cho hàng triệu người xem. Việc ông tuân thủ nghiêm ngặt giáo lý Phật giáo, đi khất thực khổ hạnh bằng chân trần, ngồi ngủ qua đêm ở nghĩa trang, không nhận tiền cúng dường, cùng những phát biểu mộc mạc được cho là đã thu hút đông đảo sự quan tâm và truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam thuộc nhiều tầng lớp ở trong và ngoài nước, đồng thời cũng khiến cho các tổ chức Phật giáo do nhà nước quản lý phải lên tiếng. Một con người bằng xương, bằng thịt mà làm được những điều khổ hạnh như vậy thì thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Chẳng hạn, dưới cái nắng chói chang mà sư thầy Thích Minh Tuệ đã đi được hơn 6 năm bằng đôi chân trần, đầu trần từ Nam chí Bắc rất nhiều lần. Ngủ thì ngủ ngồi, và thầy có lòng từ bi rất đổi vô hạn, nên tôi cảm thấy rất thương và cảm phục một con người như vậy. Sự nổi tiếng của sư thầy Thích Minh Tuệ đã châm ngòi cho những tranh luận công khai về Phật giáo, đồng thời khuếch đại sự quan tâm và phê phán của công chúng đối với một số ma tăng thường xuyên rao giảng giáo lý nhà Phật không đúng với chánh pháp. Sau khi VTV phát hai phóng sự, công an Gia Lai đăng video ông đi làm căn cước công dân và báo người lao động phỏng vấn ông tại chòi, thì nơi ông ẩn tu hiện nay không còn ẩn được nữa. Nhiều người tìm mọi cách để tiếp cận căn chòi nơi sư Minh Tuệ tu hành, hoặc tỏa đi các ngã đường có khả năng sư Minh Tuệ sẽ đi khất thực. Ngay cả người nhà của ông cũng bị quấy rầy khi có nhiều người tìm đến để hỏi hoặc nhờ đưa đến nơi sư Minh Tuệ tu tập. Hình ảnh sư Minh Tuệ xuất hiện cùng lúc này với những hiện tượng xôn xao trong những ngày qua dường như gợi mở về một điều gì đó để chúng ta có quyền hy vọng. Những bước chân thầm lặng của một con người từ hạ thấp mình, hạ thấp mọi nhu cầu vật chất của bản thân xuống đến mức tối thiểu, giờ đây dường như đang phát ra âm vang hùng hồn còn hơn cả vạn lời thuyết giảng. Điều này chứng minh một thực tế là hạt giống thiện lành trong lòng Phật tử Việt Nam ở khắp mọi nơi vẫn đang còn nguyên đó, nhưng không thể được khơi dậy bởi những lời thuyết giảng suông hay những lý thuyết cao siêu xa vời. Những Phật tử cần có một hình mẫu thực tế để chứng minh một cách giản dị nhưng đầy thuyết phục rằng một đời sống tu tập theo đúng lời Phật dạy là có thật, và có một con người bằng xương bằng thịt đã và đang thực hành như vậy nhiều năm qua, đó chính là sư Minh Tuệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video chia sẻ của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.